Alo. Tôi nói với chú bao nhiêu đó đủ rồi. Tham thì tham đó. Giấc của chó cái gì? Mà tôi hỏi chú nè, dài 300 triệu nữa có đáng kể gì không? Chú tính đi. Chú ngồi đó trả tiền lời 1 tháng, mất đứt 400-500 triệu để chờ công an nó tới tóm cổ hả? Đại ca à, anh cứ yên chí đi. Em đã tính toán rất kỹ. Tất cả các hợp đồng đều rơi vào giữa tháng mới trả tiền lời. Từ đây đến ngày 10, mình làm cú chót, ít nhất cũng được thêm 500-700, 1 tỷ bạc. Dạ gì rút sớm. Công ty đang có uy tín ngời ngời mà. Anh cứ để em lo. Vậy nghe. Ở đây không tiện nói nhiều. Alo. Alo. Mẹ nó, tắt máy rồi. Sao ông không nói nó? Nó gom được bao nhiêu thì cứ đưa trước cho mình bấy nhiêu, số còn lại tính sao cũng được. Mà cho nó luôn cũng được, có sao đâu. Làm ăn kiểu này tôi lo quá. Coi chừng nó có quỷ kế gì đây đó. Đố cha nó cũng không dám phản tôi nữa. Cái thằng này thấy ngon ăn nên sanh máu tham. Mà thiệt ra được càng nhiều càng tốt. Tham lam. Mẹ, bể tè le bây giờ. Thì cũng tới ngày 10 thôi, gì đâu lo. Sao tới giờ làm không thấy ma nào hết gì cả. Con biết không, cánh đồng Lung Tượng ngày trước cũng đẹp như vậy. Nhưng mà hồi đó người ta còn làm lúa cấy chứ không xạ như bây giờ. Nó từng nổi danh là đệ nhất danh điền. Còn những nông dân như ba Mạnh, Chính Lớn, Bảy Xô, Năm Tất, thật xứng đáng là đệ nhất tri điền. Ê nè, cẩn thận, coi chừng đạp lên lúa đó con. Dạ. Dạ, chào anh. Vậy mà em tưởng không có ai. Mệt quá, anh nằm ngủ một chút. Ngủ quên luôn. 15 phút nữa mà, tới sớm vậy. Mà chú tới hồi nào vậy? Dạ, em cũng vừa mới tới. Có chuyện gì vậy anh? Không có gì, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Thật ra, từ cái hôm ba phát hiện con vào phòng đọc sách, tìm cách mở cái tủ bí mật đó, ba đã hiểu là con đang muốn tìm gì. Trước đó, ba cũng biết Hồng Nhiên là con gái ba mình. Con đã hiểu rồi ba. Nhưng ba biết còn những điều con chưa hiểu, trừ khi cô Năm nói cho con biết. Nhưng ba nghĩ cô Năm sẽ không nói. Chẳng hạn như chuyện tại sao ba kêu con đi giết bà về Lung Tượng. Dạ, đúng sự thật là như vậy. Nhưng bây giờ không còn quan trọng nữa. Vì điều quan trọng nhất bây giờ là ba đã thay đổi. Ba đã mang đến cho con hạnh phúc thì còn gì bằng nữa. Chưa chắc đâu con. Vậy là sao hả ba? Vì đây chỉ mới là một phía. Ý ba là nói thẳng ra, ba chấp nhận trách nhiệm cá nhân và gánh chịu tổn thất về danh dự. Nhưng ba không chấp nhận ai sỉ nhục mình. Thưa ba, con cũng không chấp nhận cho ai làm điều đó đối với ba. Và nếu họ đối xử với ba như vậy, con xin thề, chuyện tình cảm giữa con và Hồng Nhiên coi như chấm hết. Được. Ba xin lỗi. Ba đã... Nói thiệt, trước đây ba đã đánh giá thấp về con. Ba sẽ về Lung Tượng với con một chuyến. Nếu thất bại, ba cũng không còn gì để ân hận. Tôi tìm chú 2 ngày nay. Có chuyện gì? Nói đi. Tôi chắc là chú biết ba tôi đang ở đâu. Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi. Chú nói dối. Ba tôi dễ bỏ cuộc vậy sao? Cuộc gì? Làm ăn chứ cuộc gì nữa. Chú đừng có giả nai. Hai nhỏ đảm bảo với mình là thằng Hiếu không biết gì. Sao nó lại nói vậy cả? Chú nhìn tôi làm chi? Chú nói đi, ba tôi đang ở đâu? Khổ quá Hiếu à. Cái nguyên nhân mà anh hai ra đi, anh cũng nói rõ ràng rồi. Thậm chí anh cũng từ chối cái ân nghĩa mà anh em muốn đền đáp cho anh. Chú thật sự cũng khổ tâm lắm. Chắc gì thằng trai nói thiệt. Bây giờ mình có cậy miệng trả cũng như không. Phải tìm cách khác mới được. Vậy thôi, cho cháu xin lỗi chú vì đã làm phiền. Thôi cháu đi nha chú Bảy. Nè, không uống gì sao? Dạ không, cháu uống rồi. Mẹ, thằng nhỏ rắc rối. Ba có biết ai thiết kế khu vườn này không vậy ba? Ba cũng không biết. Vì từ lúc lớn lên, khu vườn đã định hình như thế này rồi. Vườn đẹp quá. Ba có nghĩ nếu hồi đó ba không tham gia kháng chiến, thì bây giờ ba đã an dưỡng tuổi già ở khu vườn này không? Tại sao con hỏi vậy? Vì con nghĩ... Nếu đổi lại là con... Ý con thắc mắc là tại sao ba từ chối một sản nghiệp lớn lao mà ông nội con để lại, chỉ cho duy nhất một mình ba chứ gì? Con ra sao dựng với ba? Chỗ ao sen hả ba? Ừ. Con có biết những ngày ba về đây, mỗi sáng ba làm gì không? Làm gì hả ba? Ba thay cô Tư con hái bông sen, dâng lên bàn thờ Phật. Thiệt vậy hả ba? Con nhìn ba giống nói dối lắm sao? Dạ không. Trong triết lý Phật giáo có một câu ba rất thích: bạn không thể thay đổi thế giới theo ước nguyện của bạn, nhưng bạn có thể thay đổi tâm trí bạn để tìm hạnh phúc. Con thấy có đúng không? Chỉ khi nào bạn đau khổ vì làm việc thiện, bạn mới có thể đạt được hạnh phúc hơn người khác. Có đúng không ba? Chỉ khi nào chịu đau khổ vì làm việc thiện, ông nội con sau đó thắp mấy nén nhang hướng về bàn thờ Cửu Quyền Thất Tổ, khấn rằng: em gái con là Lê Thị Út, đâu quyết cam hy sanh đời con gái để giữ cho cái gia đình này khỏi tan nát, để nhà họ Lê Mai này còn có chỗ dung thân. Kính thưa liệt tổ liệt tông, ông bà, cha mẹ, nhục này con phải rửa. Ngày nào còn oán hận trong lòng, con thề sẽ chết không nhắm mắt. Trên có trời, dưới có đất, trước đấng hiển linh, cho con xin lập lời nguyền này. Con là Lê Thị Út, cầu xin trời đất thánh thần chấp nhận lời cầu nguyện của con, xóa đi nỗi oán hận trong lòng của anh con, để lời nguyền kia được hóa giải. Bao kiếp nạn khổ đau, xin hãy để cho một mình con gánh chịu. Kính thưa cô bác cậu dì, thân bằng quyến thuộc nội ngoại, con gái bất hiếu đã làm cho dòng họ mang tiếng nhục. Kể từ nay, coi như con không còn mặt mũi để nhìn thấy họ hàng. Xin hãy nhận của con một lạy thứ tha. Từ nay, coi như con không còn là con cháu của dòng họ Lê nữa. Dòng họ Lê dù không có đức cao vọng trọng, nhưng xưa nay vẫn giữ đúng gia phong lễ giáo. Nay cháu phải chịu ô nhục này là do bọn cường hào quyền thế mà ra cả. Nhưng cháu đã dám ra thân chấp nhận ô danh để cứu lấy gia đình, lẽ nào lại bị chê trách, không cho là đức hạnh. Tôi nói vậy bà con họ hàng mình thấy có phải không? Phải. Đúng rồi đó. Sao lâu quá vậy? Vợ Hương Quảng Đạt. Dạ. Vô nhắc họ nhanh lên. Bộ tưởng cầm được cái tờ cam đoan rồi tính nuốt lời hay sao? Dạ, để tôi vô xem sao. Anh hai. Trời ơi. Không. Không. Con lại. Con đi. Làm ơn cho ly ke nhanh lên. Sa Phật, tao giết mày luôn nha. Sa Phật, đem tao lại cho tao. Ông trời ơi! Ông trời ơi! Cha! 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 Sau đó, ông nội con á khẩu, rồi nằm liệt giường luôn. Mãi một thời gian sau đó, ông nội con mới qua đời. Trong cơn đau đớn tột cùng không nguôi. Lúc bấy giờ hầu như ngày nào ba cũng túc trực bên giường bệnh. Ông nội tuy không nói được, nhưng bà hiểu. Ông nội muốn nói gì qua cử chỉ, qua ánh mắt. Đó là những ngày ba nung nấu trong lòng mối thâm thù. Bà thề với trời đất, thay ông nội để thực hiện lời nguyền này. Kể từ thời điểm bà cô út con về bên đó, phần ông nội lại bệnh ngặt nghèo, Phần ba nghĩ bà đã chịu yên phận làm lẽ thì chắc không còn gì có thể xấu hơn được nữa. Nhưng chuyện ba không thể nào ngờ tới lại là... Là gì hả ba? Tâm địa của con vợ xã Phan. Ngưng chút đi bay. Dạ. Bộ mày sợ lú lép nó làm rỗ mặt mày hả? Đồ con đĩ. Tao cho mày rỗ mặt nè, để chừa đi cái nết ham làm vợ quan. Ba, mày đứng đó làm gì? Tới đây tao biểu coi. Mày đứng đây mày giật cái đầu nó lên cho tao. Nó mà dám nhắm hai con mắt lại, mày chọc nó đuôi luôn. Qua mà có bắt tội, tao đi tù. Dạ thưa bà, như vậy cũng đã khổ lắm rồi, xin bà nương tay. Mày dám trở treo hả? Không làm thì đem tiền đến đây, trả nợ cho tao. Dạ, con làm. Không cần đâu anh ba, tôi tự làm được mà. Anh buông tay ra đi. Bà nhìn đây, vừa bụng bà chưa? Mấy đứa tụi bay sao còn đứng như trời trồng đó? Ba Mạnh, ba Mạnh ơi. Ba Mạnh. Ba Mạnh ơi. Cô Út, cô Út làm sao? Anh nói đi. Dừng tay lại. Ê, cái thằng nhỏ kia, ở đâu mà tới đây? Mày đâu? Đập chết mẹ thằng nhỏ đó cho tao. Ai dám bước tới, đừng trách tôi không để tình. Tụi bay sợ thằng con nít đó hả? Mạnh, nhìn người ta đi con. Nhìn sao được Út? Út để con lấy cái mạng chó, con mù độc ác đây. Tôi giết bà. Bay, đứng lỏ mắt hả? Nhìn nó giết tao chết hả? Mạnh, con có thôi đi không? Mạnh, con không được làm bậy. Con mà có mệnh hệ gì, Út cũng chết tại đây đó. Út chết con cũng không tha cho nó, mà Út sống cảnh này thà chết còn hơn. Trời ơi Mạnh ơi, Út phải làm sao đây hả? Bà coi mạng người khác như rơm như rác, tôi mà không tới kịp chắc bà giết chết cô tôi rồi cũng nên. Bữa nay tôi đứng ở đây để chờ ông xã Phan, hỏi ổng cho ra lẽ. Nếu ông trả lời không xong, tôi đưa cô tôi về. Cậu nhỏ ơi, cậu làm ơn cậu bỏ cái chân ra đi, để tôi đứng lên rồi có gì từ từ nói. Ông xã đi thăm Điền lâu lắm mới về, có khi tới chiều tối mới về á. Không, cho bà đứng lên để hồi nữa bà nói ngược lại hả? Loại người như bà tôi đâu có lạ gì. Nhìn cảnh bà cô bị hành hạ mà phải ẩn nhẫn chịu nhục, lúc đó bà chỉ muốn giết chết vợ chồng xã Phan mới mong hả giận. Rồi sau đó xã Phan xuất hiện cùng hàng chục gia đình với gậy gộc và dao phản trên tay. Mày nói nãy giờ tao nghe cũng phải. Tao hứa tao sẽ xử cái vụ này cho êm đẹp. Bây giờ mày hãy thả vợ tao về, đừng có ở đây mà làm mất mặt tao. Coi như cái việc mày tới đây gây rối tao không tính. Mày đừng tưởng như vậy là uy hiếp được tao. Tao nói cho mày biết, cái làng này tha giết là quyền của tao. Chẳng lẽ tao sợ một thằng con nít như mày hay sao? Mạnh ơi, ông xã đã nói vậy rồi, con về đi. Út ở đây được mà, không sao đâu. Con về đi, mai mốt đừng có tới lưới đây nữa. Nè, thằng nhỏ, tao nhắc lại cho mày một lần nữa. Mày thả vợ tao ra, tao tha cho mày về. Tao không muốn giết chết một thằng con nít như mày. Ông cứ thử bước tới một bước nữa coi. Tao đứng yên ở đây, tao cũng giết được mày. Nè, bây giờ tao sẽ đếm từ 1 tới 3. Nếu mày không bỏ chân ra khỏi cổ vợ tao thì mày đừng có trách. Ông đếm đi, đếm thử coi ai chết. Nè, mày đứng đây làm gì? Giải tán hết đi. Dạ. Ông xã ơi, khoan đã ông xã, để tôi khuyên nó đã ông xã. Con ơi. Cho tới bây giờ, mỗi khi nhớ lại chuyện này, trong đầu ba không sao quên được. Hình ảnh bà cô út con quỳ trước mặt ba. Cũng may, chứ nếu lúc đó bà cô út quỳ trước mặt của xã Phan thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác. Thưa ba, lúc đó ba còn quá nhỏ, làm sao có thể giết được xã Phan, trong khi phải đối diện với số đông người nhà xã Phan như vậy. Lúc đó, ba đâu có đủ khôn để nghĩ như sau này. Cứ nghĩ, đã theo ông cố con học võ từ lúc 5-6 tuổi. Với bao nhiêu võ nghệ đó, cũng đủ sức báo thù. Một mình ba, đổi 2 mạng người đó, rồi có bỏ thay cũng đáng. Nhưng con không hiểu, tại sao bà cô út không quỳ trước xã Phan mà lại quỳ trước mặt ba? Làm như vậy, bà cô không sợ xã Phan tự ái rồi không tha cho ba hay sao? Tình thế lúc đó, nếu bà cô út quỳ trước mặt của xã Phan, chỉ càng làm cho ba thêm uất ức, không kiềm chế được. Mà ba thì hoàn toàn không hay biết về quỷ kế của xã Phan. Quỷ kế gì hả ba? Chuyện đó sau này bà cô út con nói lại, ba mới biết. Mạnh ơi, út lại con về đi. Ông xã nhân từ sẽ tha mạng cho con mà. Út lại con, út lại con mà, con đi đi, con đi đi, con đi đi Mạnh. Mạnh, về đi con, út lại con đó. Con về mà chăm sóc cho cha, đừng có lo cho út. Nhà họ Lê trông cậy vào một mình con đó. Mạnh, nghe lời út đi, về đi nghe chưa? Từ bữa đó, ba đã treo cây dao này bên tủ thờ. Tới nay đã trải qua mấy chục năm. Qua bao nhiêu xác nhà, qua bao nhiêu vật đổi sao dời, nó vẫn được treo đúng cái chỗ cũ. Vì đối với ba, cây dao bứng lúa này không chỉ nhắc nhở chuyện báo thù, nó còn hiện thân của một lời nguyền khác nữa. Là gì hả ba? Cha. Cha ơi! Ông nội con chết không nhắm mắt. Vài người lớn tuổi, đức hạnh trong dòng tộc họ Hàn, bạn bè người thân, cả ông chú 3 tuổi, ông chú 7 thời, là 2 bậc kỳ lão thâm tình với nhà mình, đến vuốt mắt cho ông nội. Nhưng mắt ông nội vẫn không chịu khép. Cha ơi, con là ba Hạnh đi. Xin cha hãy yên lòng nhắm mắt. Con xin thề trước gia tộc, thề trước trời đất, những gì cha dạy con sẽ khắc ghi trong lòng. Thưa ông chú 3, ông chú 7, thưa mấy bác, mấy chú, đây là lời dạy cuối cùng cha con để lại trước lúc quy tiên. Trời ơi! Trời ơi! Đau đớn quá! Chỉ một chữ đất. Trời ơi! Đau đớn quá! Nét chữ này do chính tay cha con viết. Mạnh, vuốt mắt cha đi con. Làm người, nuôi mãi hận thù ở trong lòng, thật ra sống còn tệ hơn là chết. Mà với ba lại là quyết hận. Sau đó giờ ba không nói cho con biết hả ba? Sao không có ai kể cho tụi con biết hết vậy hả ba? Sau ngày đất nước được độc lập, bà cũng coi như đã được nợ nước thù nhà. Những chuyện cũ Ba không còn muốn nhớ đến nữa. Vết xăm này là do ông chú Tư nhà, cha của bác Năm Tất, đã xăm vào lòng bàn tay ba, đúng theo nét chữ của ông nội con viết vào lòng bàn tay ba hôm đó. Sau ngày giải phóng, Nghĩ đã thực hiện xong lời nguyện với ông nội con. Có lần bà định xóa đi vết xăm này, bác Năm Tất của con khuyên bà nên giữ lại. Nhưng một bút tích của ông nội để làm kỷ niệm, hình ảnh cây dao bứng lúa máng sau bàn thờ đã đồng hành suốt tuổi thơ của anh em tụi con, cho tới khi lớn lên tụi con mới có thể coi nó là đương nhiên được đó ba. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Con đã hiểu được phần nào về lịch sử của nó. Nó còn là một lời thề nữa. Thực ra, ngoài chuyện dính dáng đến lời thề, trong nhà mình, con dao bứng lúa là một trong ba đồ vật mà ba quý nhất. Hai thứ còn lại có phải là cái hũ sành đựng lúa giống nàng chô và bộ bàn ghế gỗ mà ba hay đặt ở dưới gốc cây ổi để uống trà phải không ba? Cây dao bứng lúa được rèn từ vụ lúa đầu tiên. Hồi ông cố con mới đưa cả nhà về đây lập nghiệp. Còn cái hũ trùm miệng và bộ bàn ghế, ba hay để dưới gốc cây ổi, là do ông cố chở theo từ ngoài Trung vô. Ba muốn ra ngoài vườn thăm cây ổi chị Thanh con trồng. Ba, con cũng muốn ra với chị nữa ba. Con đi với ba. Con không cần phải bỏ mấy dầm liên tục sang hai bên đâu. Để giữ cho thẳng mũi, con chỉ cần lách mấy dầm xuôi lại để bẻ lái. Dạ. Đúng rồi đó. Nhưng mà khi quen tay, con sẽ bơi nhanh hơn, vừa bơi vừa bẻ lái. Dạ. Dễ mà ba. Được rồi đó. Chèo sẽ khó hơn. Nhưng mà tiếc là mai ba phải về rồi. Sau này có thời gian, ba sẽ dạy con chèo. Hồi xưa, mãi tới khi đi kháng chiến, ba mới bắt đầu tập bơi, tập chèo. Lúc ở nhà, khi nào xuống sông thì đã có ghe hầu.